Vâng, lời đầu tiên xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nhé, đến shop Mạnh Nhật Bắc Giang, địa chỉ ở Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. Rất nhiều bác đến tận nhà em mua hàng, năm ngoái, năm đợt vừa rồi đây cũng rất nhiều luôn. Các bác ở trên Lạng Sơn rồi dưới Bắc Ninh, Bắc Giang lên, có cả bên Thái Nguyên cũng sang. Khi mà em nói những video của em với cái địa chỉ của em ấy thì em xin nói lại này. À, chỗ của em là Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. À, nằm ngay bên cạnh nhà em đây là tỉnh lộ 242, tức là trục lối giữa Lạng Sơn với lại huyện Hữu Lũng của Lạng Sơn với lại huyện Yên Thế của tỉnh Bắc Giang. Thì khi mà anh em mà đi từ dưới Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang đi lên ấy, thì anh em sẽ đi qua ngã tư Kép. Đến ngã tư Kép anh em rẽ tay trái, đi vào tầm 15 cây nữa, bắt đầu đến ngã tư thị trấn Bố Hạ thì anh em rẽ tay phải nhá. Anh em đâm thẳng vào tỉnh lộ 242 là tầm độ khoảng 5 cây 6 cây là đến nhà mình anh em nhá. Đấy là từ Bắc Giang, Bắc Ninh dưới Hà Nội lên. Còn nếu mà anh em từ trên Lạng Sơn xuống ấy, thì anh em có thể qua thị trấn Vân Nham, chợ Phổng Vân Nham thuộc xã Vân Nham đúng rồi, huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Thì từ chợ Phổng đấy ra nhà mình là tầm 6 cây anh em nhá. Còn nếu mà anh em đi từ Thái Nguyên sang thì có thể đi đường, nếu mà anh em ở khu sông Công, mấy khu ở bên dưới Phổ Yên kia thì đi qua cầu Ca Phú Bình, thì từ cầu Ca Phú Bình về nhà mình tầm độ khoảng 30 cây thì phải, từ đúng cái điểm cầu Ca đấy nhá, ở Phú Bình đấy ạ, cầu Ca Phú Bình đấy ạ. Còn anh em đi từ khu trên Xuân Nương Canh Nậu, từ trên gọi là chạy cau gì ước ở trên Thái Nguyên xuống thì anh em sẽ phải đi qua thị trấn Cầu Gồ, thì từ thị trấn Cầu Gồ về nhà mình nó rơi tầm độ khoảng 9 cây. Lúc trước thì nó gọi là thị trấn Cầu Gồ, bây giờ nó đổi tên thành thị trấn Phồn Xương anh em nhé, thị trấn Phồn Xương. Đấy, ok. Thì video hôm nay là mình giới thiệu cho anh em là cách lắp ráp này, vân vân từ An Z, gọi là hướng dẫn sử dụng một bộ sản phẩm mới khi anh em mới nhận về của bộ Kenco Alpha X5 22V bản Pro, bản mới nhất của nhà Kenco anh em nhá. Ok. Mình cứ quay cam sau cho anh em xem. Ok anh em nhá. Ok anh chị. Thì nếu một bộ sản phẩm mới nhận về nó sẽ gồm những gì thì đây hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho anh chị luôn. Là sẽ gồm hai túi đá khô như này. Đá khô để làm gì, nó có công dụng gì ạ? Nó có công dụng làm mát, nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ được tầm 1 tiếng đến 2 tiếng. Anh chị về nhà anh chị bỏ vào ngăn đá tủ lạnh nhá, để cho nó đông thành đá, nó đông thành đá, và mình có thể cho vào cái túi, tí nữa thì em sẽ nói cái túi ở đằng sau lưng cái áo ấy ạ. Đấy, thì nó sẽ làm mát cho mình được tầm 1 tiếng đến 2 tiếng mỗi cục này anh chị nhá. Đây là hai cục đá khô của Kenco, ok chưa? Đầu tiên nó sẽ nhận được hai cục đá khô này. Sẽ thứ hai là một bộ pin quạt này. Đây là em đang nói một bộ sản phẩm nhá. Đấy, Alpha X5 22V Pro này. Đây. Ok chưa? Một bộ pin quạt này. Cái thứ ba là một chiếc áo của Kenco này. Một chiếc áo màu bất kỳ nhá. Anh chị có thể chọn màu, chọn size. Đấy. Vân vân, tem mạc đầy đủ. Thứ tư là sẽ có một tờ giấy gọi là chính sách bảo hành này, hướng dẫn sử dụng này, thư cảm ơn của Kenco này, và thẻ bảo hành của Kenco. Ok chưa? Đấy, anh chị nhìn kỹ nhá. Bây giờ em sẽ cất đi. Bây giờ em sẽ mở áo ra này và mở pin quạt ra để lắp ráp cho anh chị xem nhá. Đây, tháo áo ra. Đây, trên áo của Kenco thì anh chị sẽ thấy là đầy đủ tem mạc. Tất cả những hàng chính hãng thì đều có mã QR để truy xuất về nguồn gốc xuất xứ. Đấy, áo của Kenco năm nay được gia công ở Việt Nam anh chị nhé. Ở nhà máy LG, ở khu công nghiệp là Lục Nam anh nhỉ? Lục Nam Bắc Giang. Thì nó cách nhà em tầm khoảng 30 cây thôi. Đấy, LG Lục Nam Bắc Giang. Rất tự hào người Bắc Giang gia công ra cái sản phẩm cho Kenco. Mình cũng là người Bắc Giang, mình rất là tự hào anh em ạ. Nói đến thực ra là rất là tự hào luôn. Ok, đây là bộ pin. Mình sẽ tháo ra này. Còn đây là quạt. Đấy, hộp quạt để trong nó sẽ có hai chiếc quạt như thế này. Hai chiếc quạt 22V. Và dây kết nối này, dây kết nối nhá. Bỏ sang một bên. Đây, quả pin. Đây là quả pin. Đây là quả pin anh chị nhá. Thì quả pin. Thì ở trong hộp pin thì nó sẽ có một cục sạc này. Cho một quả pin anh chị nhá.
Đấy, một bộ sản phẩm anh chị có để ý ấy, nó đầy đủ những cái linh kiện đấy, một bộ quạt với là một bộ sản phẩm của nó. Anh chị nhìn có pin 22V này, ok chưa, nó ghi 22V ở đây này. Đằng sau là mã code QR đầy đủ này. Đấy, đó là hàng chính hãng thì lúc nào cũng có đầy đủ như này anh chị nhé. Trên thị trường bây giờ nó có một số hàng nhái của Kenco rất là nhiều luôn, nhái rất kỳ là gọi là ghê tởm luôn bọn này. Ok, bây giờ em sẽ lắp ráp này. Pin hiện tại đang 58% này. Thì lần đầu tiên khi anh chị mà mới mua sản phẩm về nhá, yêu cầu là 3 lần đầu tiên sạc xả cho em. Đây em sẽ cởi áo ra. Áo có mũ nha anh chị nhá. Này, áo có mũ này, nhưng mà không gắn vào, em không gắn vào. Mũ có thể tháo rồi. Đấy. Bỏ ra đây. Đây bây giờ em sẽ kéo khóa ra. Em sẽ gắn cho anh chị xem. Gắn đi quạt đi dây nhá. Đây, lại nói về cái đá khô lúc nãy em bảo ấy, đâu nhỉ? Cục đá khô rồi. Cái viên đá khô rồi. Đây này, nó đút vào cái túi này anh chị nhá. Em bỏ điều mất rồi. Nó đút vào cái túi này. Túi này chính là túi đựng đá khô nhá. Này. Đằng sau này nhá. Ok. Đây là túi đựng pin này. Túi đựng pin của Kenco này, ok chưa? Rồi em sẽ ráp này. Cho anh chị đi về đi cho nó ngon lành, đỡ phải bỡ ngỡ xem video của em. Đây này, anh chị muốn xem những cái video của em giới thiệu nhiều nữa ấy, giống như là muốn biết tất cả mọi thứ ấy, liên quan đến áo quạt điều hòa, anh chị có thể vào đây từ từ em cho em chị xem này. Cái kênh của em này rất dễ thôi, rất là đơn giản thôi. Em tạm dừng đã. Đây nha anh chị nhá. Đây là... chào tất cả cô chú anh bạn. Để em tắt tiếng nhá. Đây là một cái video mới nhất của em này, mới đăng này. Anh chị thấy khi mà anh chị đang xem ở trên điện thoại di động hoặc là xem ở trên laptop hay là xem ở trên tivi cũng thế. Đây anh chị nhìn đến chỗ biểu tượng này. Đây anh chị kích vào đây cho em. À, đây nhá này. Đấy, nó sẽ lên này. Đây, anh chị kích ra chỗ video S này này. Video S này anh chị nhìn này. Đấy anh chị kéo lên, ở đây nó danh sách video của em này. Anh chị muốn xem thì nó có hết. Đấy anh chị nhìn này, tất cả mọi thứ luôn. Đây, từ đây trở về năm ngoái luôn anh chị nhá. Đây này, tất cả mọi thứ luôn. Anh chị có thể muốn xem cái gì, muốn hiểu biết bất cứ một thứ gì về áo quạt điều hòa đấy, anh chị có thể xem và kéo lên cho em. Ok chưa? Đây nha, em làm lại một lần nữa cho anh chị thấy này. Đây nha, nhìn cái biểu tượng này, chỗ Mạnh Hiệp Bắc Giang này đúng không ạ? Đây anh chị nhìn này, kích vào đây. Đấy, nó sẽ lên. Kênh của em này, hiển thị số người đăng ký này. Đấy, quản lý video. Đây, anh chị kích vào chỗ video này. Đây, ở đây có tất cả các video để cho anh chị tham khảo nhá. Ok. Đấy, bây giờ em lắp ráp này. Đấy nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị muốn xem video ở trong đấy có hết. Đây, bên này hai lỗ lắp quạt nhá. Bây giờ em sẽ tháo, gọi là cho anh chị lắp quạt cho anh chị. Về vấn đề thì trước khi đến lắp quạt thì em nói về vấn đề sạc pin này. Bắt lần đầu tiên anh chị nhá, khi anh chị mua về này, pin ở trong này lúc nào là 58%, anh chị để ý này, lúc nào nó cũng chỉ 58-60% trở lại thôi nhá. Thì nhiều anh chị hỏi là bảo quản qua mùa đông ấy, thì đây này, hãng nó để là anh chị để đúng như này cho em, từ 70% đổ lại thôi anh chị hiểu không ạ, từ 70% đổ lại cho tới 50% này, 58% này, cứ tầm này anh chị để qua mùa đông cho em nhá. Chứ đừng có sạc căng mà đừng có để hết. Nhiều người là sạc căng luôn, sạc 100% để không tốt nhá, pin này nó sẽ chửa nhá, polymer nó chửa. Đấy là cái bảo quản qua mùa đông. Còn 3 lần đầu tiên về anh chị nha, bây giờ anh chị mới mua về này, 58% này, nắp vào quạt xả hết, xả khi quạt tắt thì thôi anh chị nha, về 0% quạt tắt thì thôi, sạc tràn cho em, sạc qua đêm cho em 3 lần đầu tiên. Hôm sau tiếp tục lại lấy ra lại dùng, xuống tới 0% thì thôi, tắt thì thôi đúng không ạ. 3 lần đầu tiên anh chị phải nhớ này, xả hết, sạc tràn cho em 3 lần đầu tiên. Từ lần thứ tư trở đi tầm độ khoảng 40% là anh chị có thể sạc nhá. Thí dụ anh chị sạc này, em nói anh chị đơn giản như này là nhiều người không hiểu về cái vấn đề này. Polymer người ta tính toán này, tức là nó tính trong vòng 300 lần sạc đúng không, tuổi thọ của pin polymer là nó tính toán trong 300 lần sạc. 300 lần sạc đấy thì nó sẽ tính từ 0 đến 100% là một lần sạc. Nhưng mà khi mà anh chị ấy, như thế này này, mình không sạc một lần như thế, mình bởi vì sạc một lần như thế pin lúc mình để lọ đói quá hoặc lo quá nó không tốt, thì mình sẽ sạc ở tầm độ khoảng 20%
cho đến 40% anh chị nhá, 20% cho đến 40% và sạc đến 80% cho đến 90%. Nếu anh chị làm buổi sáng về nó còn 4-50%, có thể sạc nghỉ trưa, có thể sạc lên 50-60% để buổi chiều dùng cho nó thoải mái anh chị nhá, chứ không phải là sạc nhiều mà hại đâu. Chính sạc nhiều nó lại tốt, nhưng mà sạc nhiều sạc ngắn gọi là ngắn thôi, sạc ít thôi thì nó lại tốt. Bởi vì nó tính từ, em nói đơn giản này, từ 40% mà đến 80% đấy, nó chỉ là 40% thôi đúng không ạ, tức là 40% nó tính là một lửa lần sạc, chưa đến một lần sạc. Tiếp tục lần thứ hai mình sạc thế cũng chỉ là 80%, cũng chưa đến một lần sạc của nó, anh chị hiểu không ạ? Đấy là cái nguyên lý. Cái này thì thực ra nếu mà để mà nói thì nó rất là dài luôn. Đấy, nói như này cho anh chị dễ hiểu này, cũng như con người của mình thôi. Nếu mà để đói quá thì nó cũng hại dạ dày đúng không ạ? Đói quá thì nó hại dạ dày. Mà ăn no quá nó cũng khó chịu đúng không ạ? Anh chị hiểu không ạ? Đấy, nó y như thế đấy. Chuẩn đấy. Ok nhá. Bây giờ em sẽ lắp ráp này, xoáy ra này, ngược kim đồng hồ này. Cái lắp này nhá, anh chị nhìn kỹ này, cái lắp Kenco này nhá, đây ở bên ngoài áo chưa, cho đằng sau này thấy chưa, cho vào vòng silicone này, xoáy nhẹ đấy, nghe kịch đúng không, nó vào gen của nó ấy. Xoáy ngược nhá, ngược kim đồng hồ, kịch vào gen. Vặn hơi chặt tay một tí nhá, đừng vặn nỏng quá, nỏng quá đến lúc mà gì nhỉ, quạt nó chạy công suất mà kiểu là nó rung là nó rơi cái lắp ra đấy, nhiều người bị rơi lắp đấy, nên là vặn nó chặt tay một tí. Ok chưa, đặt phát ăn ngay. Nhiều anh chị hỏi sao năm nay vòng silicone nó rộng thế, nó rộng để nó dễ lắp ráp anh chị ạ, nó dễ lắp ráp cho mình hơn, mình không phải tốn công như kiểu 2023. Ok chưa, lắp hai quạt này, bây giờ đi dây nhá, đi dây 2023 thì mình lắp mất thời gian nhiều hơn, nhưng mà 2024 thì mình sẽ mất ít thời gian hơn. Đâu nhỉ? Cái cọng dây dài nhá anh chị nhá, đây này. Nó có một đầu vàng này đúng không? Đầu này là cắm một cục pin này. Đây là một cọng dài này. Đây là một cọng dài, một cọng ngắn nhá. Cọng ngắn ở cái quạt bên này, còn cọng dài ở cái quạt bên này nhá anh chị nhá. Ok chưa? Đây mình sẽ đút cọng dài vào đây. Cái này thì tạm gọi là con đỉa đây. Còn chưa biết là họ gọi bằng cái gì, nhưng mình tạm gọi là con đỉa. Theo ý của mình, luồn qua đây anh chị nhá, luồn qua cái túi đựng đá khô này. Ở bên này có một con đỉa nữa này. Móc vào đây. Ok chưa? À, cái này đang bị ngược rồi. Để em xoáy ngược lên trên kia một tí nữa. Thật ra đúng nó phải vào chỗ gài dây này của mình thế này. Đấy. Làm sao cho nó dây nó xuôi xuôi một tí, thẳng thẳng một tí. Thực ra gập dây thì nó cũng không ảnh hưởng gì, căn bản là cái dây thì không bao giờ nó đứt ngầm ở đây anh chị, ở trong này không bao giờ đứt được, nó chỉ ba cái đầu này này, ba cái đầu này. Kể cả hãng nào cũng thế, đắt tiền đến mấy cũng thế. Nhật Bổn chứ Nhật Bản cũng thế thôi. Betulamu hết anh chị ạ. Đấy, ok chưa? Đây nhá. Cắm ở đây, gài dây vào đây này. Công nghệ của Betulamu nó cũng thế thôi, nó cũng không thể tránh nổi cái sự gọi là ba cái rắc này. Đấy, thực ra cái này cũng rất đơn giản thôi. Họ trong đấy nó họ có hai cái mối hàn anh chị ạ, họ chỉ khắc phục được hai cái mối hàn nó thành công thôi, nhưng mà họ không thể khắc phục nổi hai cái mối hàn đấy. Ok nhá, đây là đi dây xong này, bây giờ cho pin vào này, có pin đấy nhá anh chị nhá, đút vào đây túi này, túi đựng pin này, cài vào nhá. Nhiều anh chị bị rơi pin. Ôi có bác hôm nọ đi gì nhỉ, đi bừa hay đi gì nhỉ, đúng rồi, đi bừa ruộng rơi pin xuống ruộng luôn. Còn một bác thì bơi thuyền ở trên biển ở Quảng Ninh thì rơi xuống biển luôn, rơi pin xuống biển luôn anh em ạ. À anh chị ạ, hai trường hợp bị rơi pin, một bác thì rơi xuống ruộng đang bừa ruộng cấy, còn một bác thì rơi xuống biển. Đây là anh chị ở đây này, rất quan trọng cái chỗ này này. Đây đút vào đây rồi thì nó không thể rơi ra được anh chị ạ. Đây là nó có cái cúc đây đúng không ạ? Ok nhá, hướng dẫn anh chị khởi động này. Nhấn một nút để cho lên phần trăm đúng không ạ? Nhấn giữ này. 3 giây đến 5 giây. Quạt chạy rồi ạ.
có chạy nhá. Số 1 này, nhấn cái lưỡi nhẹ cái lên số 2 này, nhẹ cái lưỡi lên số 3 này, nhẹ cái lưỡi lên số 4 này. Công suất cực đại 22V này, ok chưa? Tắt đi này, 2 này, 1, 3, 2 này, 1 này. Về số 1 nhá, nhấn giữ này. Về số 1 mình nhấn giữ, tắt, ok chưa? Quạt đã tắt. Ok, đấy là tắt mở nhá. Nhấn giữ 3 giây, giờ em sẽ mặc áo cho anh chị xem này. À, và giới thiệu một tí này về cái áo này. Nhiều người mặc áo điều hòa này. Ở áo điều hòa của Kenco nó có một cái cọng dây ở trên cổ này, chị nhìn này. Đây là chính là cái cọng dây nó định vị để cho gió nó lưu thông ra đằng sau gáy này. Anh chị có thể cài vào đây này. Đấy, nó sẽ tạo thành một cái khe ở đằng sau này. Đấy không? Tạo thành một khe đằng sau này để gió nó thốc được lên gáy khi mà anh chị đội mũ nó thổi lên ào 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 lên sau gáy ạ. Ok, và ở hai bên áo của nó anh chị nhìn này, nó có hai con đỉa như này này. Đây, cái này thì để mình móc vào cái thắt lưng của mình ấy. Đây, móc vào cái thắt lưng của mình. Ok chưa? Đây này. Hai bên đều có này để cố định áo khi mà anh chị mặc không phải suốt ngày áo bị co lên hay là áo bị ấy xuống anh chị nhá. Ok chưa? Bây giờ em mặc cho anh chị xem là anh chị hiểu ngay này. Ok anh chị nhá, đây này. Em mặc nhá. Khi mà đi xong rồi em mặc này. Ok chưa? Đây. Cho anh chị thấy ngay vào luôn thôi. Con đĩa đây. Đây này. Đây này. Mở cúc ra nhá. Luồn vào thắt lưng này. Và có thể luồn vào cái chỗ con cái con đĩa ở cái quần của mình cũng được. Đây. Ok. Nói chung là nó móc được vào chỗ nào là mình móc vào chỗ đấy thôi. Luồn vào thắt lưng này. Cái đúng của nó là luồn vào thắt lưng nó sẽ chuẩn hơn, nó có thể chạy đi chạy lại được anh chị nhé. Còn móc vào con đĩa nó sẽ đứng yên một chỗ đấy. Còn khi là cái áo của mình nó ấy vào nó không kín, nó không chính xác. Ok, đã định vị xong này. Từ từ nha, để em nghe cục điện thoại đó. Ok anh chị nhé, đang ấy thì có cục điện thoại đây. Đóng cái cúc đính này trước này. Cúc này là cúc cố định anh chị nhé. Cúc cố định này để cho nó chống gọi là ấy khóa ra. Nhiều người mặc cái kéo cái khóa lên rồi cúc này chả đóng tè lè lè ra. Anh chị nhìn mặc áo điều hòa nguyên lý của nó này, lúc nào nó cũng nằm ở trên như này anh chị nhá, nằm đúng cái chỗ thắt lưng của mình này, đúng cặp quần đúng không ạ. Đây này, chứ không phải nhiều người muốn kéo một phát trong tụt tận dưới này đâu. Đây, tụt tận dưới này luôn đấy, không phải như thế. Áo điều hòa mặc nó phải nằm ở đây anh chị nhá, không phải là kéo dưới này. Nó không dài như áo bình thường của mình đâu. Rồi, khóa thì anh chị cho về kịch này. Kịch hết cỡ xuống nhá, chà khóa này. Nhẹ, đấy. Cái khóa, cái củ khóa lúc nào cũng phải chà giống kịch hết cỡ của nó. Xong bắt đầu mình chà và mình kéo nhẹ phát nó lên này. Khi mình ưỡn thẳng người mình lên. Rất đơn giản thôi, đây. Thẳng áo lên, kéo thì nó sẽ trơn anh chị nhá. Đấy, ok nhá, bây giờ em sẽ khởi động này. Đấy anh chị nhìn em mặc áo điều hòa, anh chị nhìn này, đấy cái bo chun này. Cái lúc đấy em ấy vào con đĩa rồi thì cái áo này của em kẻ đứng lên ngồi xuống này, anh chị nhìn này. Đấy, nó không thể nào mà bị co lên được đúng không? Khi mình làm mình rất thoải mái. Mình không phải là suốt ngày kéo cái áo mới lại chỉnh cái áo như này, anh chị hiểu không ạ? Đấy là tác dụng của hai con đĩa ở đây. Nhấn giữ này 3 giây này. Đấy, số 1 này. Số 1 anh chị nhìn áo phồng nhá. Bây giờ cho anh chị nhìn áo này. Thấy chưa? Áo phồng tròn chưa này. Đấy. Ok chưa? Số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Bây giờ mình quen rồi thì mình có thể cảm nhận được, không phải dở ra để bấm nữa. Mà mình sẽ bấm ở đây. Ok chưa? Đấy. Nên đủ công suất 22V anh chị, nhìn cái áo nó phồng tròn nha. Khí động học Kenco người ta nói là khí động học. Không khí ở trong áo nó sẽ thay đổi từng giây anh chị nhá. Thay đổi từng giây một. Tức là nó hút không khí ở ngoài và nó đẩy không khí nóng ra. Hai cái tay ào 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 này. Mới để nó thốc lên mặt này. Thốc lên mặt của mình này. Đây. Ào 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 luôn anh chị ạ. Anh chị có thể bẻ cổ xuống như này. Bẻ cổ xuống như này. Đấy, và để cổ hơi hở ra như này một tí. Để cho gió thốc lên anh chị nhá. Ok chưa? Thốc lên ào 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 luôn. Đấy, để cho anh chị xem. Đây là màu dàn di nhá. Dàn di của Kenco 2014. Đấy, khí động học anh chị cũng có nhìn đấy. Ok chưa? Đấy.
Còn mặc áo điều hòa thì nói thật với anh chị này này, nhưng mà như người ta quảng cáo với anh chị là áo điều hòa này có thể hạ xuống được 10 đến 15 độ khi ở ngoài trời. Thì nói thật với anh chị này, đứa nào mà nó quảng cáo như thế, anh chị bảo nó, nếu mà tôi lấy hàng về, tôi đứng ở ngoài trời 35 40 độ kia mà nó không hạ được 10 độ, khi tôi mặc áo điều hòa vào nó không hạ được 10 độ đến 15 độ. Tôi đo bằng nhiệt kế ở trong người tôi, nếu nó không hạ được thì làm thế nào? Không bao giờ hạ được 10 đến 15 độ anh chị nhá. Nếu mà muốn hạ được 10 đến 15 độ thì chỉ có vào phòng máy lạnh thôi thì nó sẽ hạ được như thế. Còn ngoài trời nóng nữa không hạ được anh chị nhá, bởi vì nó hút không khí nóng ở ngoài vào. Ở ngoài trời, khi ngoài trời 40 độ thì nó hút không khí ở ngoài vào. Nói chung là nó đẩy gió vào, nó thay gió cho mình, bởi vì cơ thể mình khi mà làm việc ấy, nó toát nhiệt, nó tỏa nhiệt mà, tỏa mồ hôi ra. Nó chỉ thổi đi cái mồ hôi mấy cái hơi nóng của mình để cho mình dễ chịu anh chị nhá, ở cái môi trường gọi là nhiệt độ cao đấy, chứ không thể nào mà nó hạ được. Như người ta nói là mặc vào ui ôi mát sờn cả gai ốc, mát lạnh luôn. Kinh khủng lắm anh chị nhá. Ok, ngoài video rất dài rồi. Nói đến đây thì anh chị nào cần tư vấn em mua áo quạt điều hòa cứ inbox Zalo của em nhá. Facebook thì anh chị phải thông cảm, căn bản là nói mình nói lái đi một tí đi, bởi vì sợ nó bắt. Facebook, mình nói là Facebook nhá. Facebook thì nó là một cái nền tảng chúa của lừa đảo. Rất nguy hiểm nếu anh chị giao dịch ở trên đấy. Nhắn tin với người thân, bạn bè vân vân này, về những cái tài liệu, về những cái vân vân, về nói chung là về những thứ mà cần phải bảo mật ý, thì anh chị phải nhắn trên Zalo. Zalo là một nền tảng rất chi là bảo mật. Còn Facebook nó có thể hack nick của anh chị, ngày mai nó nhắn tin cho anh em bạn bè anh chị để mà nó hỏi mượn tiền vân vân và vân vân, làm như kiểu là, tại vì nó vào nó xem hết được tất cả các tin nhắn của anh chị mà, anh chị hiểu không ạ? Còn riêng Zalo thì không thể nó hack được, bởi vì nó bảo mật quá cao, anh chị hiểu không ạ? Zalo là do người Việt tạo ra. Ok chưa? Nên là nhiều người mà nhắn tin cho em trên Facebook ấy, thì thực ra mà nói ấy, em thì có để em có thôi, chứ còn em không sử dụng nó. Em không bao giờ nhắn tin những cái gì mà liên quan đến thông tin các thứ bảo mật các thứ ở trên cái nền tảng đấy. Nó chỉ là một cái nền tảng để vui chơi giải trí thôi, ngoài ra chấm hết, chả có tác dụng gì anh chị nhá. Còn tất cả mà anh chị muốn dùng bảo mật tốt, ok, thì anh chị phải lên Zalo. Zalo là cái nền tảng gọi là bảo mật tốt nhất hiện tại nhá anh chị nhá. Ok, chào tất cả các chú anh chị bạn.